một hai ba máy chạy. Cô có nghĩ mình biết khác không? Tính tới thời điểm hiện tại thì Chi Pu cũng đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được 8 năm rồi. Và Chi cảm thấy rằng là đây là một cái thời điểm phù hợp nhất để mình thay đổi bản thân. Và tới thời điểm hiện tại thì Chi mong muốn rằng âm nhạc sẽ chính là cái con đường tiếp theo mà Chi sẽ chọn lựa để có thể cùng chinh phục nó và chiến đấu với nó. Đối với Chi thì âm nhạc chính là tâm hồn của Chi. Chi cũng mong muốn rằng là âm nhạc của mình không chỉ thay cho những gì mà Chi muốn chia sẻ, thay cho những cái lời nói của mình, những cái tâm sự của mình, mà nó còn là một thứ khiến cho những khán giả nghe nhạc của mình cảm thấy thật là thư giãn và giải trí. Trong công việc và cuộc sống thì Chi sẽ tin vào chính bản thân mình, vì Chi cảm giác rằng là mình sẽ làm được tất cả mọi thứ nếu như mình tin vào bản thân mình. Thái độ của Chi khi mà gặp phải khó khăn trong cuộc sống và công việc là sẽ bình tĩnh và vượt qua nó một cách mạnh mẽ nhất. Đối với Chi thì được lao động, được cống hiến và được làm việc theo cái sở thích cũng như cái đam mê của mình thì nó là một cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của Chi, và cũng là một cái sự tận hưởng mà Chi muốn đem đến cho cái cuộc sống của mình. Đối với bản thân Chi Pu thì Chi nghĩ một sản phẩm giải trí tốt là một sản phẩm viral, sẽ đem đến một cái giá trị nhất định nào đó đến với khán giả, đến với người xem. Một sản phẩm giải trí tốt, bản thân Chi đầu tiên là phải có được một cái chất lượng tốt về âm thanh, hình ảnh, rồi sau đó là cái giá trị thông điệp mà người làm muốn đem đến cho khán giả của mình là gì. Cuối cùng cái điều đó, cái sản phẩm giải trí đó có đáp ứng được nhu cầu cũng như là thị hiếu giải trí của khán giả hay không. Những lúc Chi gặp khó khăn thì ngoài cái việc bản thân mình cố gắng để có thể vượt qua nó, ý thức được cái sự bình tĩnh, ý thức được những cái điều tiêu cực đang diễn ra xung quanh mình, thì những người thân yêu xung quanh, những cái tình cảm chân thành xung quanh Chi là động lực rất là lớn để Chi có thể vượt qua được những khó khăn của bản thân mình.